Xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp thân mến. Ngày hôm nay, Khánh Duy mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo của câu chuyện Tinh Thần Biến. Trước khi nghe chuyện, mong quý vị hãy bớt chút thời gian like, share video và hãy comment những nhận xét, cảm xúc của mình dưới mỗi video. Và đặc biệt, rất mong quý vị hãy donate ủng hộ cho kênh thông qua hình thức số tài khoản được ghi trên phần mô tả dưới mỗi video. Và để không mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ vào phần tiếp theo của câu chuyện ngay bây giờ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vù, vù. Một đám thần vương như đồng thời hoảng sợ đều nhanh như chớp lùi về phía sau mấy trăm mét. Tất cả thần vương có mặt, bao gồm cả Bát Đại Thánh Hoàng, đều giữ khoảng cách với Tần Vũ. Tần Vũ, người... Chu Hoắc tức giận chỉ Tần Vũ. Chu Nhiên đã chết, từ nay về sau Lôi Phật Thành của hắn chỉ còn lại trơ trọi một Thánh Hoàng. Trừ Chu Hoắc ra thì không còn một thần vương nào nữa. Hơn nữa trước đây Chu Vô Luyến và Chu Thông cũng đều bị Tần Vũ giết chết. Chu Hoắc làm sao không oán hận Tần Vũ cho được? Sự oán hận đó đã ăn sâu vào trong tâm linh. Thế nào, Tây Bắc Thánh Hoàng, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta ư? Tần Vũ cười nhẹ nhìn Chu Hoắc, tàn thuyết thần thương trong tay giơ cao, trông như đang chuẩn bị xuất thủ. Chu Hoắc chỉ Tần Vũ, môi mấp máy, nhưng không nói được lời nào. Lúc này, hơn 30 vị thần vương, mỗi người đều thầm tính. Những thần vương thực lực bình thường đều sợ Tần Vũ. Dưới tình huống bị đông kết không gian, Tần Vũ có thể thuấn di, các thần vương khác không thể thuấn di. Chỉ bằng một điểm đó, Tần Vũ đã hoàn toàn nắm quyền chủ động. Trong ánh mắt của các thần vương, hiện tại trừ Tu La thần vương La Phàm, không một thần vương nào có thể chống lại được Tần Vũ. Những thần vương này đều không biết thực lực thật sự của Huyết Hải Nữ Vương. Dù sao, lúc Huyết Hải Nữ Vương ở Thiên Tôn Sơn cũng chưa kịp thi triển thời gian tĩnh chỉ thì đã bị Dịch Phong cầm chân rồi. Ánh mắt Tần Vũ lướt qua các thần vương, nét mặt chợt hiện một nụ cười nhẹ. Tất cả đều y hệt dự tính, đột nhiên giết chết Chu Nhiên, cái cảm giác sinh mệnh không thể tự bản thân kiểm soát đã làm cho đám thần vương lo sợ, cũng không hề tỏ ra bá đạo như trước nữa. Hiện tại phiền phức nhất chính là Tu La Thần Vương và Huyết Hải Nữ Vương. Bọn họ đều có năng lực thi triển thời gian tĩnh chỉ. Một khi bọn họ thi triển, ta cũng không thể di động. Hơn nữa, Bát Đại Thánh Hoàng liên thủ, lực tấn công cũng rất là khủng khiếp. Tần Vũ cũng cảm thấy áp lực. Nếu như Tu La Thần Vương, Huyết Hải Nữ Vương, Bát Đại Thánh Hoàng liên thủ, hắn cũng đành thuấn di bỏ chạy. Tần Vũ! Giọng Huyết Hải Nữ Vương vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ quay nhìn Huyết Hải Nữ Vương. Lúc hai người đối mặt với nhau, Huyết Hải Nữ Vương cười vẻ tự tin. Tần Vũ, tới lúc này chắc ngươi đã hiểu rõ, Ba Đại Thánh Hoàng một khi đã liên thủ thì ngươi không thể chống được. Hơn nữa còn có Tu La Thần Vương và cả ta nữa. Tần Vũ, ngươi chắc chắn sẽ thua. Giọng Huyết Hải Nữ Vương vang lên trong đầu Tần Vũ. Ánh mắt Tần Vũ rời Huyết Hải Nữ Vương, dừng lại nơi Bát Đại Thánh Hoàng, nhưng vẫn chú ý theo dõi Huyết Hải Nữ Vương và Tu La Thần Vương, đồng thời truyền âm tới Huyết Hải Nữ Vương. Huyết Hải Nữ Vương, thực lực của ta ngươi chắc chắn rõ rồi. Ngươi nói đúng, một mình ta không thể chống lại nhiều người các ngươi được, đặc biệt còn có ngươi và Tu La Thần Vương. Chỉ là ngươi phải biết rõ, nếu ta không thắng được các ngươi, ta có thể chạy. Lúc không gian đông kết, các ngươi không thể thuấn di, chỉ có ta là có thể thuấn di. Chỉ cần như thế, ta đứng ở thế không thể bại trận. Huyết Hải Nữ Vương, ngươi có tin không? Huyết Hải Nữ Vương lặng người rồi nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng thầm mắng: tên Tần Vũ này làm sao có thể thuấn di lúc không gian đông kết được đây? Trong tất cả mọi người chỉ có hắn thuấn di được, nếu đánh cũng không thể bại. Tần Vũ thấy biểu tình của Huyết Hải Nữ Vương liền mỉm cười: Tần Vũ, để Khương Lan đưa hậu thuẫn ra. Đối với ngươi, ta thật sự không muốn động thủ, hy vọng ngươi đừng ép ta. Giọng Tu La Thần Vương vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ nhìn Tu La Thần Vương, lúc này Tu La Thần Vương La Phàm cũng đang nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên: Tần Vũ, trước mặt các thần vương mà ngươi dám giết Chu Nhiên, thật chẳng coi chúng ta vào đâu. Chẳng nhẽ ngươi tưởng một mình ngươi có thể thắng được bao nhiêu thần vương thế này ư? Ánh mắt Khương Phạm bừng sáng, toàn thân tràn đầy một luồng khí thế áp bức. Tần Vũ, bảo Khương Lan đưa hậu thuẫn ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không... Bát Đại Thánh Hoàng như có liên hệ tâm linh, tám người di chuyển vị trí, hình thành một đại trận huyền ảo. Tám viên bổn nguyên linh châu phát sáng chói mắt, các màu sắc sức mạnh bổn nguyên của vũ trụ không ngừng vận chuyển, dung hợp bổ trợ, một luồng khí khủng khiếp phát ra từ Bát Đại Thánh Hoàng. Tần Vũ cũng cảm thấy hơi lo. Bát Đại Thánh Hoàng liên thủ, kể cả Tu La Thần Vương cũng không thể đỡ được. Nhất khí bát nguyên, uy lực khủng khiếp kinh người a. Tần Vũ vẫn nhớ khung cảnh Lôi Phạt Thiên Tôn thi triển nhất khí bát nguyên hủy diệt Mê Vụ Thành.
nếu như đối mặt chính diện, tuyệt đối không thể đỡ được, chỉ có cách bỏ chạy. Tần Vũ đột nhiên bắt đầu cười lớn, các thần vương đều suy tính trong lòng. Tần Vũ liền thôi cười, nhìn hướng sang Khương Phạm cùng Bát Đại Thánh Hoàng. Bát Đại Thánh Hoàng, nhất khí bát nguyên của các ngươi, uy lực quả là kinh người, nhưng muốn uy hiếp ta ư? Nằm mơ đi. Muốn tấn công thì hãy tới đây. Sương mù ở mê vụ triều trạch từ từ tập trung hút về phía Tần Vũ. Giữa màn sương vô tận, Tần Vũ đứng vững giữa không trung, tay cầm Tàn Tuyết Thần Thương, cười nhẹ với Bát Đại Thánh Hoàng cùng các thần vương. Ta thông báo cho các ngươi biết, lúc các ngươi xuất thủ cũng chính là lúc ta ra tay. Ta muốn xem các ngươi giết ta trước hay là ta giết các ngươi trước đây. Tần Vũ tay cầm Tàn Tuyết Thần Thương, thân hình đột nhiên mờ mờ, từ một người biến thành hai người. Tần Vũ Thanh Bào cùng Tần Vũ Hắc Bào so vai đứng vững. Lần đó Thanh Bào Tần Vũ thuấn di biến mất trước mắt đám thần vương, trực tiếp tới sau lưng Bát Đại Thánh Hoàng, cách khoảng mấy trăm mét. Các vị thần vương đứng giữa hai Tần Vũ, Khương Phạm, Chu Hoắc, Đoan Mộc Vân, Thân Đồ Diêm đều ngập ngừng. Cái này, Khương Phạm huynh, tên Tần Vũ này có thể thuấn di, chúng ta lại không thể. Nếu như thật sự đấu với hắn, dù nhất khí bất nguyên có thể truy tung đối thủ, nhưng tổn thất của phe ta cũng cực kỳ lớn. Đoan Mộc Vân truyền âm. Bát Đại Thánh Hoàng liếc mắt nhìn nhau, trước đây bá khí ngút trời, lúc này lại do dự mất hết sự quả quyết. Trong lúc Tần Vũ cùng Bát Đại Thánh Hoàng, Tu La Thần Vương, Huyết Hải Thần Vương căng thẳng, Khương Lan đang ở trong một cung điện ở Đông Lam Sơn trong Tấn Vũ Trụ tham ngộ. Thời gian bên trong cung điện này gia tốc 10 vạn lần. Lúc đầu Tần Vũ chờ các thần vương ở trong Tử Huyền Phủ rồi uống một hồ rượu, mọi người mới đến. Tổng cộng khoảng 2-3 tiếng. 2-3 tiếng trong cung điện Khương Lan đã tu luyện 2-300.000 tiếng. Gần 2 vạn thời gian thiên địa, khoảng mấy chục năm tính tu đối với Khương Lan mà nói tiến bộ cực lớn. Trong Thương Thiên Ấn miêu tả thời gian gia tốc nhiều nhất, thời gian tính chỉ là phụ, thời gian đảo lưu là ít nhất. Trong Hậu Thổ Ấn miêu tả thời gian tính chỉ nhiều nhất, thời gian gia tốc là phụ, thời gian đảo lưu ít nhất. Còn Vạn Dân Ấn quan trọng nhất, nội dung đề cập đến thời gian đảo lưu nhiều, thời gian gia tốc, thời gian tính chỉ rất ít. Dù có được Vạn Dân Ấn, muốn linh ngộ thời gian, thời quang đảo lưu cũng cực kỳ khó khăn. Bởi vì nội dung liên quan đến thời quang đảo lưu bên trong Vạn Dân Ấn, hai bộ phận quan trọng nhất phân biệt được chứa trong Thương Thiên Ấn và Hậu Thổ Ấn. Thiếu hai phần này rất khó lĩnh ngộ. Nội dung về thời quang đảo lưu trong Thương Thiên Ấn quá ít, điều đó khiến Tu La Thần Vương La Phàm nghiên cứu nhiều năm nhưng dường như không tiến bộ chút nào. Dù gì hắn cũng chỉ có được Thương Thiên Ấn, còn Khương Lan có được Hậu Thổ Ấn. Bản thân Khương Lan đối với sự lĩnh ngộ về thời gian pháp tắc, trong đó phần lớn thời gian gia tốc đạt đến cực hạn, đối với thời gian tính chỉ cũng đã hơi mơ hồ nhận thức, chỉ là thiếu một bước nhận thức cuối cùng. Trong Hậu Thổ Ấn chứa đựng nội dung về thời gian tính chỉ nhiều nhất. Lúc này Khương Lan như người lữ hành đang khát trong sa mạc, gặp một vùng ốc đảo, phát hiện dòng nước ngọt mát, lập tức ngấu nghiến không ngừng nghiên cứu lĩnh ngộ. Khương Lan lúc này hoàn toàn chìm đắm trong thế giới thời gian pháp tắc. Lúc Khương Lan nghiên cứu, thời gian trôi qua cũng không hề để ý. Lúc y nghiên cứu được khoảng 80 năm, Khương Lan khẽ rùng mình rồi đột ngột mở to mắt, nét mặt như cười mà cũng như khóc. Thời gian tính chỉ hiện tại ta đã có thể khiến thời gian ngừng lại, nhưng không thể làm thời gian ngừng lại lúc ta và Ami gặp nhau. Nét mặt Khương Lan tràn đầy vẻ thất lạc. Gần 80 năm, Khương Lan đã hoàn toàn xóa bỏ bức màn cuối cùng của thời gian tính chỉ. Lúc đột phá tầng này, y đã hoàn toàn hiểu ra có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy vì có một phần không nhỏ liên quan đến thành tựu của Khương Lan trong lĩnh vực thời gian pháp tắc. Chỉ là lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ, trong lòng Khương Lan chẳng có chút vui mừng. Lúc này, trong đầu Khương Lan không ngừng tái hiện lại khung cảnh lúc cùng với Tả Thu Mi, lúc cười như phát ngốc, lúc lại buồn bã thở dài. Y muốn làm cho thời gian xưa dừng lại, trở về những ngày có Tả Thu Mi, để những ngày đó vĩnh viễn dừng lại, để trạng thái đó trở thành vĩnh hằng. Thế nhưng không thể, chân linh của Tả Thu Mi đã bị tan, dù là thiên tôn thi triển thời gian đảo lưu cũng không thể cứu sống Tả Thu Mi. Khương Lan nhớ lại khung cảnh lúc Tả Thu Mi sống những giây cuối cùng, hai giọt nước mắt như chân châu lấp lánh bừng sáng cắt ngang không gian, một giọt nhập vào cơ thể của Khương Lập, một giọt khác tiến vào trong vết rách không gian, trôi nổi bao nhiêu năm cuối cùng nhập vào một thiếu niên bình thường ở phàm nhân giới. Tiểu Vũ, đúng rồi, Tiểu Vũ vẫn còn đang đấu với các thần vương ở bên ngoài. Khương Lan đột nhiên sực tỉnh, y hoàn toàn bừng tỉnh thoát ra khỏi hồi ức. Khương Lan đứng bật dậy, lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ, Khương Lan cũng không có giá tâm tiếp tục tham ngộ thời gian đảo lưu.
Một là nội dung liên quan đến thời gian đảo lưu bên trong hậu thổ ấn quá ít. Thứ hai, hiện tại Tần Vũ đang ở bên ngoài giúp đỡ lão đối phó với rất nhiều thần vương. Khương Lan trước đây chỉ có thể địch được một hai thánh hoàng, đối mặt với nhiều thần vương như vậy thì không có cách nào. Nhưng hiện tại y đã có thực lực kinh người, có Nhất Lưu Hồng Mông Minh Bảo, lại có thời gian tĩnh chỉ. Hiện tại Khương Lan chính là một tu la thần vương mới, so với tu la thần vương thực lực không hề thua kém. Hy vọng ta tới kịp. Vù, Khương Lan hóa thành một tia sáng trực tiếp bay ra khỏi cung điện, sau đó theo thông đạo trở về Tử Huyền Phủ. Ra khỏi Tử Huyền Phủ, xông thẳng tới chỗ Tần Vũ và các thần vương. Cả tu la thần vương và huyết hải nữ vương đối với thái độ không thỏa hiệp của Tần Vũ đều tức giận. Tuy lo ngại Tần Vũ, nhưng nếu mọi người liên thủ thì cũng có lòng tin. La Phàm huynh, chuẩn bị xong chưa? Khương Phạm truyền âm nói. Lúc này Bát Đại Thánh Hoàng và tu la thần vương đã bí mật kết thành đồng minh, quyết định cùng xuất thủ. Bát Đại Thánh Hoàng không mời huyết hải nữ vương giúp đỡ, bởi vì bọn họ không biết sự lợi hại của huyết hải nữ vương. Huyết hải nữ vương cũng không nói gì, nhưng Tần Vũ vẫn cẩn thận quan sát huyết hải nữ vương. Tần Vũ cười rất thoải mái, đồng thời còn có chút điên cuồng. Ánh mắt Tần Vũ lướt nhìn các thần vương, chứa đựng một chút máu tanh. Đã rất lâu rồi chưa chém giết một trận sảng khoái, tới đi nào. Tần Vũ tay cầm Tàn Tuyết Thần Thương, đối mặt với các thần vương không chút sợ sệt. Bát Đại Thánh Hoàng, Tu La Thần Vương cùng các thần vương khác đều cực kỳ cẩn thận. Nhưng lúc đó, một luồng khí làm cho không gian chấn động không ngừng lao tới gần. Một bóng người từ Tử Huyền Phủ xa xa bay tới như chớp. Tần Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn người đang tới, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lan thúc ư? Chỉ thấy Khương Lan thân vận thanh sam, cước đạp La Vũ Đao, sẽ rách không gian hướng về phía Tần Vũ. Các thần vương bay tới cực nhanh, tốc độ khủng khiếp khiến không gian chấn động. Là Khương Lan. Hoàng phủ Lưu Hương đứng cạnh Bát Đại Thánh Hoàng kinh ngạc nói. Lập tức sự chú ý của thần vương đều tập trung lên Khương Lan vừa tới. Đúng là Khương Lan, tên Khương Lan này không ngờ lại tự chui ra. Ánh mắt Đoan Mộc Vân lóe lên vẻ vui mừng. Tu La Thần Vương La Phàm và Huyết Hải Nữ Vương sáng rực mắt lên. Ánh mắt hai người nhanh chóng quét tới Khương Lan, trong lòng kích động. Đối phó với Khương Lan, hai người bọn họ có đủ lòng tin. Khương Lan bay tới bên cạnh Tần Vũ, nhìn Tần Vũ rồi mỉm cười gật đầu. Tiểu Vũ. Tần Vũ nghi ngờ không hiểu, Lan thúc đáng nhẽ đang tu luyện trong Tân Vũ Trụ mới đúng, sao mới chỉ một lúc đã đi ra rồi. Không chỉ Tần Vũ mà cả các thần vương, bọn họ cảm giác cự ly giữa lúc tranh đoạt hậu thổ ấn trong Thiên Tôn Sơn tới giờ mới chỉ có nửa ngày. Tuy thế bản thân Khương Lan thực tế đã tu luyện mấy chục năm, nhưng theo Tần Vũ, dù có tu luyện mấy chục năm, Lan thúc cũng không thể chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi tăng cường thực lực được nhiều. Khương Lan, ngươi mau đưa hậu thổ ấn ra. Đoan Mộc Vân là người đầu tiên quát. Không chỉ Đoan Mộc Vân hay là Khương Phạm, bọn họ đều là những nhân vật có giá tâm. Nếu không, mỗi người cũng không thể lãnh đạo một phương, tranh đấu bao nhiêu năm trên thần giới như vậy. Đoan Mộc Vân và Khương Phạm đều muốn trở thành thiên tôn, tự nhiên rất muốn có được hậu thổ ấn, một trong tam ấn. Nhị đệ, đưa hậu thổ ấn ra, nếu không hại mình hại người. Khương Phạm lạnh lùng nói. Khương Lan liếc nhìn đại ca Khương Phạm, rồi lại nhìn Chu Hoắc, Đoan Mộc Vân cùng các thánh hoàng khác, nét mặt bỗng trở nên khó coi. Bởi vì Khương Lan nhớ lại khung cảnh năm xưa Tả Thu Mi bị mấy đại thánh hoàng hợp lực giết chết. Hiện tại so với năm xưa, khung cảnh đó có điểm giống nhau, thậm chí có phần lớn hơn. Muốn ta đưa hậu thổ ấn ra ư? Không bao giờ. Khương Lan chậm rãi trả lời. Khương Lan, hôm nay ngươi không đưa cũng phải đưa. Tu La Thần Vương La Phàm trầm giọng nói. Đồng thời một đoạn huyết xích đột nhiên xuất hiện trên tay, chính là huyết xích đoạn mệnh. Ngươi đã tới thì đừng mong chạy được. Huyết Hải Nữ Vương cũng lạnh lùng nói. Chỉ thấy các thần vương người nào ánh mắt cũng lóe lên sát khí. Những thần vương bình thường lúc này cũng tin đối phó với Tần Vũ bọn họ không dám chắc. Tuy vậy, đối phó với Khương Lan chỉ cần mọi người liên thủ, Khương Lan có ba đầu sáu tay cũng phải chết. Vù, hai luồng khí thế hùng mạnh đột nhiên từ hai phía trước sau bùng lên. Bát Đại Thánh Hoàng, Tu La Thần Vương, Huyết Hải Nữ Vương mấy người lúc này chợt nhớ tới Hắc Bào Tần Vũ và Thanh Bào Tần Vũ đứng hai phía trước sau bọn họ. Giết Lan thúc ư? Xem các ngươi còn mạng để làm không. Tần Vũ lạnh lùng nói, dùng thần thương Tàn Tuyết trong tay định xuất thủ, nhưng Khương Lan đứng cạnh ngăn cản Tần Vũ. Tần Vũ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Lan thúc, vì sao lại ngăn mình? Tần Vũ quay đầu nhìn Khương Lan. Khương Lan đứng im nhìn Tần Vũ, mỉm cười nói. Tiểu Vũ, những thần vương này tới tìm ta, để ta ứng phó bọn họ đi. Lan thúc, một mình người ư? Tần Vũ kinh ngạc.
Không chỉ riêng Tần Vũ, những thần vương phía xa nghe thấy cũng đều không hiểu. Thực lực của Khương Lan bọn họ đều cảm thụ qua rồi. Thực lực của Khương Lan khá mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ bằng một hai thánh hoàng. Nếu như đối mặt với nhiều thần vương như thế này liên thủ, chắc chắn sẽ phải chết. Khương Lan chán sống rồi sao? Không ít thần vương nghi ngờ nhìn Khương Lan. Lúc này Khương Lan đang truyền âm nói với Tần Vũ: Tiểu Vũ, mọi người ở ngoài nửa ngày, nhưng ta đã ở trong Tân Vũ Trụ tu luyện mấy chục năm rồi. Trong vòng mấy chục năm này, ta đã tiến một bước trong việc lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tiến một bước ư? Lan Thúc đã đạt được trạng thái cao nhất của thời gian gia tốc, tiến thêm một bước chính là... Lập tức Tần Vũ phản ứng, nghĩ đến đáp án, Tần Vũ càng không dám tin. Mới chỉ có mấy chục năm, không ngờ Lan Thúc đã lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ. Trừ Lan Thúc cũng chỉ có Tu La Thần Vương La Phàm và Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân mà thôi. Khó khăn có thể tưởng tượng ra được. Lan Thúc, thật ư? Thật sự lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ rồi ư? Đừng nghi ngờ. Khương Lan nhìn Tần Vũ cười. Lão có thể đoán được Tần Vũ nghĩ thế nào. Tiểu Vũ, ta có lúc nào lừa ngươi đâu. Đúng là ta đã lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ. Những người này đều vì ta mà tới. Ngươi cứ đứng ngoài xem ta ra tay đi. Nếu như không được, ngươi giúp cũng không muộn mà. Tần Vũ do dự một lúc, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Được, Lan Thúc, ngươi phải cẩn thận đấy. Tần Vũ đối với Khương Lan gần như cực kỳ tin tưởng. Khương Lan nhìn Tần Vũ rồi mỉm cười gật đầu. Sau đó Tần Vũ lạnh lùng nhìn Bát Đại Thánh Hoàng và các thần vương, hừ lạnh một tiếng rồi bay ra một bên. Hắc bào Tần Vũ bay tới trước mặt Tu La Thần Vương, thanh bào Tần Vũ bay tới trước Huyết Hải Nữ Vương. Các thần vương theo dõi ánh mắt Tần Vũ và Khương Lan đều đoán được Tần Vũ và Khương Lan truyền âm đàm luận. Các thần vương tưởng Tần Vũ ngăn cản Khương Lan, không cho Khương Lan đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng khiến bọn họ kinh ngạc là Tần Vũ không ngờ lại lui ra một bên. Xem tình hình, Tần Vũ đã bị Khương Lan thuyết phục rồi. Mấy người Khương Phạm, Chu Hoắc đưa mắt nhìn nhau. Khương Phạm huynh, nhị đệ của ngươi muốn đơn độc đối phó chúng ta ư? Ngươi có biết nguyên nhân bên trong không? Chu Hoắc truyền âm hỏi Khương Phạm. Khương Phạm lắc đầu. Chắc là chuyện của mình thì muốn tự mình giải quyết, cũng chỉ có thể giải thích như thế thôi. Khương Phạm trả lời. Cái đáp án này ngay cả bản thân Khương Phạm cũng không tin tưởng. Các thần vương tại đây không có một ai có thể nghĩ được, chỉ có nửa ngày ngắn ngủi, Khương Lan lại từ chỗ lĩnh ngộ được thời gian gia tốc cực hạn, lại biến thành một vị siêu cấp cao thủ, lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ. Lúc này, Khương Lan lạnh lùng nhìn mấy người Bát Đại Thánh Hoàng. Các ngươi không phải muốn hậu thủ ấn sao? Có bản lĩnh thì giết ta mà lấy hậu thủ ấn. Khương Lan tay lắm la vũ đao, lạnh lùng nhìn mấy vị thần vương. Các thần vương đều dùng thần thức trao đổi, sau đó cũng nhìn Tần Vũ. Tần Vũ lúc này, bản thể hắc bào Tần Vũ đối diện với Tu La Thần Vương, còn thanh bào Tần Vũ đứng gần Huyết Hải Nữ Vương. La Phàm huynh, ta không muốn động thủ với ngươi, hy vọng ngươi đừng bắt ta dùng binh khí đối mặt. Tần Vũ nhìn Tu La Thần Vương, đồng thời dùng thần thức truyền âm nói: Ngươi cứ đứng im đó xem là được rồi. Tu La Thần Vương nhíu mày nhìn Tần Vũ, sau đó Tu La Thần Vương cười: Ngươi sao lại tin tưởng Khương Lan như vậy? Tu La Thần Vương thăm dò. Tần Vũ im lặng cười nhạt. Huyết Hải Nữ Vương, Lan Thúc với các thần vương khác giao thủ, hy vọng ngươi đừng xuất thủ. Ngươi không xuất thủ, ta cũng không xuất thủ. Nếu ngươi xuất thủ, thì ta cũng đành xuất thủ với ngươi thôi. Tần Vũ truyền âm tới Huyết Hải Nữ Vương. Phân thân thanh bảo Tần Vũ vẫn chăm chú theo dõi Huyết Hải Nữ Vương. Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân giận dữ. Nàng ta hiểu rất rõ sự lợi hại của phân thân. Thân thể phân thân cứng rắn so với nàng ta, không phân thượng hạ. Hơn nữa còn có thể thuấn di. Nếu thực sự đánh, sợ là rất phiền phức. Ta không ra tay, Lan Thúc của ngươi cũng chết thôi. Huyết Hải Nữ Vương bực tức truyền âm nói: Không cần ngươi phải lo lắng. Hắc bào Tần Vũ, thanh bào Tần Vũ phân biệt cầm chân hai siêu cấp cao thủ Tu La Thần Vương và Huyết Hải Nữ Vương. Còn Khương Lan đối mặt với Bát Đại Thánh Hoàng cùng các thần vương còn lại. Chỗ đáng cắt không cắt, ngược lại càng loạn thêm ra. Ra tay nào. Đoan Mộc Vân truyền âm, các thánh hoàng còn lại đều điểm đầu. Chỉ thấy Bát Đại Thánh Hoàng đột nhiên tản ra. Bát Đại Thánh Hoàng chia thành Hoàng Phủ Ngự, Phổ Đài Hồng, Thân Đồ Diêm, Thang Lam, Mộc Khâm, phân biệt khống chế nguồn gốc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cùng với Khương Phạm, Đoan Mộc Vân, Chu Hoắc, Bát Đại Thánh Hoàng chia ra làm hai trận hình. Vù, Bát Đại Thánh Hoàng không hề do dự, lập tức hướng Khương Lan xuất thủ. Dẫn đầu đại trận ngũ hành là Hoàng Phủ Ngự. Hoàng Phủ Ngự vẫy phất tay, hiện ra một luồng đao mang năm màu. Đao mang chém thẳng tới chỗ Khương Lan. Khương Phạm, Đoan Mộc Vân, Chu Hoắc cũng bắt đầu liên thủ. Chu Hoắc dẫn đầu, tay vừa vung lên, hình thành hai đạo bản nguyên hình kiếm đâm tới Khương Lan. Thực lực của Khương Lan so với Tần Vũ còn kém xa, một khi trúng đòn chắc cũng phải bị trọng thương.
một khi trọng thương ta có thể giết hắn. Ánh mắt Hoàng phủ Lưu Hương lóe lên, không chỉ riêng Hoàng phủ Lưu Hương, các thần vương khác hầu như cùng lúc bay lên. Bọn họ không trực diện đối mặt với Khương Lan mà bay lượn xung quanh. Bọn họ chờ Khương Lan thụ thương, một khi Khương Lan thụ thương sẽ đồng loạt xông lên giết chết Khương Lan, cướp lấy hậu thổ ấn. Muốn làm gương đắc lợi ư? Khương Lan cười nhạt một tiếng, đối mặt với đao mang rồi cước đạp La Vũ đao, tốc độ đạt tới cực hạn, trực tiếp lượn một đường cong bay tới một bên. Đao mang cũng lượn theo, hơn nữa tốc độ của đao mang nhanh hơn nhiều so với Khương Lan. Khương Lan rẽ một cái bay tới hướng một đám thần vương phi thăng. Đám thần vương bình thường cũng chia bè phái, những người phi thăng đứng gần nhau, thần vương bên Bắc Đại thần tộc cũng vậy. Không ổn rồi, Khương Lan bay tới rồi. Đám thần vương đứng gần định lợi dụng cơ hội như ảo thôn thần vương, tử tín thần vương, vũ sát thần vương, phiêu miễu thần vương, phổ pháp thần vương, tầm ngôn thần vương, an tâm thần thần vương, liễu liên thần vương, tôn luyện thần vương đều kinh hoàng. Tuy vậy, ngay lập tức các thần vương phe phi thăng giả đều tụ tập lại chuẩn bị đối phó Khương Lan. Bọn họ không hề lo lắng phe phi thăng giả nhiều thần vương thế này còn sợ một kẻ chỉ lĩnh ngộ thời gian gia tốc đến cực hạn hay sao. Đám người này nắm chắc linh bảo trong tay. Vù vù, đao mang trước mặt, hai luồng kiếm mang sau lưng. Đao mang kiếm mang tốc độ đều nhanh hơn Khương Lan rất nhiều, nháy mắt đã tới gần Khương Lan. Lúc đó cự ly giữa Khương Lan và thần vương phe phi thăng giả còn mấy chục mét. Đám người ảo thôn thần vương, huyết yêu nữ vương vũ sát chỉ thấy Khương Lan khẽ nhếch mép. Đột nhiên cả thế giới không còn âm thanh, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, kể cả đao mang và hai luồng kiếm mang bắt đại thánh hoàng tung ra cũng ngừng, không tiến lên trước. Hơn nữa không một người nào bọn họ có thể cử động được, đứng im nhìn thấy đao mang kiếm mang ngừng lại. Thời gian tính chỉ ư? Khương Phạm ngây người, Chu Hoắc cũng ngây người, bát đại thánh hoàng đều kinh ngạc, 10 vị thần vương phe phi thăng giả cũng ngây người. Những thần vương ẩn thế cũng trần tròn mắt nhìn, kể cả những thần vương biết thời gian tính chỉ là Tu La thần vương La Phàm và huyết hải nữ vương Tiết Vân đều trầm mặc. Thần giới lại thêm một thần vương thi triển được thời gian tính chỉ. 10 thần vương phe phi thăng giả không thể cử động, nhưng Khương Lan, người thi triển thời gian tính chỉ lại có thể. Phốc, đao mang mờ nhạt hóa thành một luồng sáng cong, xé toang không gian. Động tác của Khương Lan cực kỳ yêu nhã, là vũ đao trong tay chém tới phe phi thăng giả. Nhưng bát đại thánh hoàng phản ứng chỉ trong nháy mắt, bản nguyên lực lập tức đại thịnh. Đồng thời, năng lượng của 10 vị thần vương phe phi thăng giả đều bùng lên. Bồng, không khí lại chuyển động, âm thanh cũng được khôi phục. Đao mang cùng hai đạo kiếm mang lại bay tới. Thời gian tính chỉ đã bị phá. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi của thời gian tính chỉ trong nháy mắt đã có 4 vị thần vương phe phi thăng giả bị giết, một vị thần vương bị trọng thương. Lúc này huyết điêu nữ vương vũ sát cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải trong lúc quyết định thời gian tính chỉ bị phá, sợ là nàng ta cũng đã chết rồi. Thi thể 4 vị thần vương máu phụt ra không gian, cuối cùng vô lực rơi cắm thẳng xuống. 4 vị thần vương mà Khương Lan giết là huyết yêu sơn ảo thôn thần vương, Tu La Hải an tầm thần vương và song vực đảo phổ pháp thần vương, tầm ngôn thần vương. Tiểu An, Tu La thần vương La Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng giận dữ. Hắc bào tần vũ đứng đối mặt với Tu La thần vương, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, bàn tay cầm tàn tuyết thần thương cũng nắm chặt hơn. Tứ đại thần vương ở Tu La Hải đứng đầu là Tu La thần vương La Phàm. Trong lòng La Phàm, an tầm thần vương là một người em cực kỳ nghĩa khí, như em ruột vậy. Hiện tại bị người giết chết ngay trước mắt, chán nản, hối hận, phẫn nộ, trong nháy mắt các cảm xúc hỗn loạn xung đột trong lòng Tu La thần vương La Phàm, sát tâm cũng theo đó bùng lên. Khương Lan, La Phàm hét lên giận dữ, huyết xích đoạn mệnh trong tay phát ra ánh hồng chói lóa. Huyết xích lượn dưới chân La Phàm, La Phàm lập tức cước đạp huyết xích xông tới hướng Khương Lan. Tất nhiên Tần Vũ không thể để cho La Phàm đối phó với Khương Lan. La Phàm từ đứng im trong nháy mắt, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhanh chóng xông tới. Nhưng mới di chuyển được khoảng 2-3 mét, La Phàm cảm giác như chạm phải một bức tường đá vô cùng cứng rắn. Bang! La Phàm va vào bức tường không gian mà Tần Vũ tạo ra trong khoảnh khắc. La Phàm cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lúc La Phàm chuẩn bị phá được bức tường không gian, nhanh chóng xông lên phía trước thì đột nhiên phát hiện trước sau trên dưới trái phải các phương hướng đều có không gian lực hình thành các bức tường. La Phàm như đang bị cầm tù, chỉ có thể di động 1-2 bước trong phạm vi rất nhỏ. Tần Vũ, chắc chắn là Tần Vũ rồi. La Phàm lập tức nghĩ ngay đến Tần Vũ, có thể cầm chân hắn, trừ Tần Vũ ra không còn người nào khác. La Phàm lúc này như một con sư tử bị nhốt giận dữ. La Phàm phẫn nộ quay đầu nhìn Tần Vũ đang đứng giữa không trung.
Lúc này Tần Vũ tay cầm Tàn Tuyết Thần Thương, chỉ lạnh lùng nhìn La Phàm bất động. La Phàm, đừng quên chúng ta đã định ước lúc trước. Giọng nói của Tần Vũ vang lên trong đầu Tu La Thần Vương La Phàm. Nếu như ngươi muốn động thủ thì chính là bắt ta phải động thủ với ngươi rồi. La Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Vũ một lúc. Bức tường không gian nữa. La Phàm nhìn Tần Vũ, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn. Theo La Phàm biết, lúc này không gian đã bị đông kết. Theo lý mà nói, không thể dùng không gian lực để trói người khác được. Nhưng Tần Vũ lại làm được. Hơn nữa, không gian lực đang khốn trụ mình, La Phàm không cảm ứng được. Thân là một vị thần vương điều khiển không gian pháp tắc, nhưng lại không thể cảm ứng được không gian lực. Nghe thì có vẻ đáng cười, nhưng đó là sự thật. Không gian pháp tắc này không phải không gian pháp tắc của vũ trụ này ư? Tần Vũ mỉm cười, hắn có đủ tự tin. La Phàm nhìn Tàn Tuyết Thần Thương trong tay Tần Vũ. Tàn Tuyết Thần Thương không phải chưa từng thể hiện sức mạnh kinh người của nó. Dù là lúc trước trong Bắc Cực Thánh Hoàng Điện, hay là lúc chém giết với các vị thánh hoàng khác trên Nam Hải, uy lực của Tàn Tuyết Thần Thương không nghi ngờ gì đã được khẳng định. Sức tấn công có lẽ mạnh hơn ta, lại có thể khống chế không gian lực đặc thù cho ta trong tình trạng như thế này. Đặc biệt là hắn có thể thuấn gì? La Phàm cảm thấy đau nhói trong lòng. Lý trí của La Phàm biết hắn không thể thoát khỏi đòn trói buộc của Tần Vũ. Tiểu An, ta xin lỗi. La Phàm thầm nhủ trong lòng. Cuối cùng La Phàm lựa chọn im lặng. Bản thân xuất thủ chẳng có tác dụng gì, ngược lại có thể khiến cho Tần Vũ hoàn toàn đối đầu với Tu La Hải. Chuyện đó La Phàm không muốn xảy ra. Là một vị thủ lĩnh, đầu tiên phải suy nghĩ cho những người còn sống. Tần Vũ, ta sẽ không xuất thủ. Chỉ là nếu như Khương Lan lại xuất thủ với người của Tu La Hải, chúng ta dù chết cũng không thôi. Tu La Thần Vương La Phàm dùng thần thức truyền âm nói. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đảm bảo Lan Thúc sẽ không giết người của Tu La Hải nữa. Tần Vũ trả lời. Sau đó ánh mắt Tần Vũ rời khỏi Tu La Thần Vương, nhìn về phía Khương Lan. Lúc này khóe miệng Khương Lan đã rỉ máu, nhưng thương thế không hề nghiêm trọng. Lúc này Tần Vũ dùng không gian lực quan sát cuộc chiến rất rõ ràng. Lan Thúc dựa vào La Vũ Đao cùng thời gian gia tốc, thời gian tĩnh chỉ, chặn đạo đao mang năm màu và hai đạo kiếm mang. Đoàn nguyên lực tấn công uy lực quả là rất lớn. Đúng là tuyệt vời. Tần Vũ nhìn Khương Lan tấn công. Khương Lan đối với thời gian lưu tốc đã vận dụng đến cực hạn. Thân thể Khương Lan tới đâu, thời gian lưu tốc nơi đó không ngừng phát sinh biến hóa. Thời không biến ảo, tốc độ của Khương Lan cũng rất quỷ dị. Bát Đại Thánh Hoàng muốn đuổi được Lan Thúc cũng rất khó khăn. Tu La Thần Vương tuy đã lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ, nhưng thời gian gia tốc thì lại không bằng Lan Thúc. Tần Vũ thầm nhẩm tính. Thời gian gia tốc càng được nhiều lần, thời gian gia tốc thành tựu càng cao. Lúc đạt đến đẳng cấp nào đó thì chính là cực hạn. Tiến thêm một bước chính là thời gian tĩnh chỉ. Còn sử dụng thời gian gia tốc thế nào thì dựa vào kinh nghiệm. Có người chỉ biết gia tốc thời gian tới 100.000 lần, nhưng Lan Thúc lại khéo léo không ngừng thay đổi gia tốc thời gian để đạt được các kết quả khác nhau. Đó là kinh nghiệm, hoặc có thể nói là thiên phú chiến đấu. Trong lòng Bát Đại Thánh Hoàng, Khương Phạm, Chu Hoắc, Đoan Mộc Vân lúc này vô cùng phức tạp. Bọn họ không thể ngờ được trong Bát Đại Thần Tộc lại xuất hiện một cao thủ có thể so với Tu La Thần Vương. Thời gian tĩnh chỉ, thần thông này bọn họ nằm mơ cũng muốn có, hiện nay lại nằm trong tay Khương Lan. Nhị đệ. Trong lòng Khương Phạm như đếm đủ các mùi cay đắng mặn ngọt, chỉ thấy trong màn xương toán loạn giữa không trung mấy chục luồng sáng không ngừng bay lượn. Đường bay của Khương Lan nhanh chóng uốn lượn. Không ít thần vương phổ thông tuy rất sợ Khương Lan, nhưng khi bọn họ thấy Khương Lan bị bản nguyên lực tấn công bị thương, từng người bị lòng tham thúc dục bay tới chuẩn bị xuất thủ. Viu viu. Đột nhiên Khương Lan chém một đao theo quỹ đạo gần như hoàn mỹ, xông thẳng tới Hoàng Phủ Lôi. Hoàng Phủ Lôi tái mặt lập tức cũng dùng mọi thủ đoạn tấn công tới hướng Khương Lan. Một hơi liên tục chém ra 8 đạo kiếm mang, đồng thời nhanh chóng ly khai. 8 đạo kiếm mang đó là sự tấn công mạnh nhất của Hoàng Phủ Lôi có thể thực hiện. 8 đạo kiếm mang giống như một tấm lưới vây kín Khương Lan vào trong. Gần như mọi thần vương xung quanh đều nhìn Khương Lan, xem Khương Lan làm sao ứng phó với những đạo kiếm mang này. Trong mắt những thần vương đó, Khương Lan dù không bị thương, tốc độ cũng phải chậm lại một chút. Vù. Khương Lan cười nhạt, dường như không thấy những đạo kiếm mang đó, toàn thân như nhập vào một không gian khác. Không ngờ vượt qua được 8 đạo kiếm mang mà không hề bị thương, Khương Lan đã bước vào một không gian khác ư? Đương nhiên là không, tất cả thần vương có mặt ở đây đều không phải là người bình thường. Bọn họ đều nhìn ra, đó là một cách vận dụng thời gian gia tốc đạt đến cực đỉnh. Tuy thế, Khương Lan xuyên qua được 8 đạo kiếm mang, nhưng khoảng cách giữa lão và Hoàng Phủ Lôi càng thêm xa. Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Hoàng Phủ Lôi thấy Khương Lan bay đi, trong lòng không khỏi bội phục.
Lưu Hương, chúng ta lui thôi, Khương Lan không dễ đối phó đâu. Hoàng Phủ Lôi nhìn Hoàng Phủ Lưu Hương truyền âm nói, lần chạm trán này Hoàng Phủ Lôi nhận thức được sự cách biệt giữa hắn và Khương Lan. Không, Hoàng Phủ Lưu Hương nhìn chằm chằm vào Khương Lan. Đại ca, Khương Lan tuy mạnh nhưng ngươi có thấy không, mỗi lúc hắn đỡ sự tấn công của bản nguyên lực, thương thế lại nặng hơn sao? Hoàng Phủ Lưu Hương vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Lưu Hương, đừng nghĩ nữa, ngươi không thấy Tần Vũ đứng ngay cạnh sao? Ta thấy nếu như Khương Lan không chịu nổi thì Tần Vũ sẽ xuất thủ giúp đỡ Khương Lan rồi. Hoàng Phủ Lôi khuyên. Tần Vũ ư? Hoàng Phủ Lưu Hương nói một cách tự tin. Đại ca, ngươi không thấy Tần Vũ đang cầm chân Tu La Thần Vương ư? Tần Vũ không có khả năng xuất thủ, một khi hắn xuất thủ, Tu La Thần Vương cũng sẽ xuất thủ, vì thế không cần để ý tới Tần Vũ. Hơn nữa, Tần Vũ với chúng ta cũng có quan hệ, dù xuất thủ chắc cũng không hạ sát thủ với chúng ta đâu. Hoàng Phủ Lôi nửa khóc nửa cười. Ngươi muốn giết Lan Thúc của người ta còn hạ thủ lưu tình với ngươi ư? Nếu như Tần Vũ nghe thấy, chắc cười đến vỡ bụng thôi. Vù, tiếng gió giết do chuyển động cực nhanh không ngừng vang lên, nhưng tiếng đó đột nhiên dừng lại, âm thanh lại một lần nữa biến mất. Mọi người đều hiểu Khương Lan lại thi triển thời gian tĩnh chỉ. Bang, đao mang lạnh lẽo u ám, lúc trên lúc dưới chém qua một lão giả mặc trường bào màu lục. Khương Lan dường như không để mắt tới, tiếp tục nhắm thẳng hướng phía trước phi hành. Bồng, thời gian tĩnh chỉ biến mất, lão giả mặc trường bào lục bất động tự nhiên động đậy được, chỉ thấy từ đỉnh đầu đến háng của lão giả toạc ra làm hai phần. Ọc ọc, máu và cơ quan nội tạng ục cục trào ra, người bị chém làm hai phần từ trên không rơi xuống. Còn chân linh của lão giả sớm đã bị chém tan, lại một vị thần vương chết đi, không ít thần vương bị cảnh tượng này làm cho kinh hoàng. Trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, thực lực của Khương Lan quá mạnh, hơn nữa lại có Nhất Lưu Hồng Mông Ninh Bảo, tốc độ của Bát Đại Thánh Hoàng cũng không bằng Khương Lan. Vị thần vương vừa chết này có lẽ là ẩn thế thần vương. Tần Vũ lướt nhìn thi thể lão giả mặc trường bào màu lục. Tần Vũ có thể hiểu Khương Lan làm thế để làm gì. Khương Lan muốn làm đối phương kinh hoàng. Nếu như địch nhân tiếp tục truy sát lão thì Khương Lan sẽ tiếp tục giết, giết từng người một, giết cho tới khi đối phương khiếp sợ, giết tới khi đối phương không còn niềm tin. Thật ra những đối tượng bị Khương Lan giết cũng là do được chọn lựa. Từ lúc thần giới sinh ra tới hiện tại đã được 120 triệu năm, Khương Lan thuộc phe Bát Đại Thần Tộc, sở dĩ có oán cửu với lão đa số là phe phi thăng giả. Đương nhiên trong số Bát Đại Thần Tộc cũng có một phần nhỏ quan hệ không tốt. Bang, Khương Lan lại dựa vào La Vũ Đao cùng với thời gian tĩnh chỉ để đỡ đau mang. Tuy như vậy, Khương Lan vẫn cảm thấy thân thể như bị sét đánh xuyên qua, máu từ họng trào theo khóe miệng chảy ra. Khương Lan nhìn quanh bốn phía, đột nhiên Khương Lan tập trung nhìn Hoàng Phủ Lưu Hương cách đó không xa. Từ lúc Khương Lan mới xuất thủ đến bây giờ, Hoàng Phủ Lưu Hương luôn luôn lượn gần xung quanh, lúc nào cũng chuẩn bị xuống tay. Hoàng Phủ Lưu Hương, ta đã tha cho ngươi hai lần rồi. Khương Lan dùng thần thức truyền âm tới não của Hoàng Phủ Lưu Hương. Hoàng Phủ Lưu Hương kinh ngạc, liền thấy Khương Lan hóa thành một luồng sáng xông thẳng tới hướng cô ta. Thật ra, từ đầu đến giờ Khương Lan có hai cơ hội giết được Hoàng Phủ Lưu Hương. Tuy thế, Khương Lan thấy Hoàng Phủ Lưu Hương là người của Bát Đại Thần Tộc, vì thế Khương Lan chỉ bay qua người cô ta mà không ra tay. Thế nhưng Khương Lan phát hiện ra, lão tha cho thần vương thuộc Bát Đại Thần Tộc, nhưng bọn họ trừ Đoan Mộc Ngọc Khương Hình ra, còn những người khác đều hầm hè chờ thời cơ hạ sát thủ với lão. Khương Lan cuối cùng đã hạ quyết tâm, không để ý đến việc đối phương là người của Bát Đại Thần Tộc nữa. À! Hoàng Phủ Lưu Hương hét lớn, liền đó vung tay. Chỉ thấy mấy luồng tơ màu lục bay tới chỗ Khương Lan. Ánh mắt Khương Lan lúc này lóe lên lạnh lùng, khẽ nhếch mép. Thời gian tĩnh chỉ. Luồng tơ màu lục ngừng bay, Hoàng Phủ Lưu Hương cũng bất động. Lưu Hương! Hoàng Phủ Lôi sớm đã lui xa, không kịp cứu viện, chỉ có thể mở to mắt nhìn Khương Lan nhanh như chớp bay qua người Hoàng Phủ Lưu Hương. Sau đó một lúc, thời gian tĩnh chỉ tan biến, thân thể Hoàng Phủ Lưu Hương vô lực từ không trung rơi xuống. Thân đồ âm Đoan Mộc Như Phong, Phổ Thai Đồ, Thang Tương, mấy người cùng không ít thần vương ở Bát Đại Thần Tộc đều kinh ngạc. Khương Lan cuối cùng cũng hạ thủ với người phe Bát Đại Thần Tộc. Lan Thúc nhìn thấy thế, Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Tần Vũ đã thấy chiêu nặng tay vừa rồi của Khương Lan đã đạt được hiệu quả. Không chỉ phe phi thăng giả, mấy vị ẩn thế thần vương mà cả thần vương của Bát Đại Thần Tộc cũng không dám tới gần nữa. Vù vù vù, đám thần vương của Bát Đại Thần Tộc đều cực nhanh nhằm bốn phương tám hướng mà rời đi. Còn mấy kẻ đi theo Bát Đại Thần Tộc tranh thủ đục nước béo cò chính là các ẩn thế thần vương. Khi đã nhìn thấy thần vương của thế lực phi thăng giả cùng thần vương của Bát Đại Thần Tộc đều chạy xa, rồi quay lại nhìn về Khương Lan, kẻ có thân ảnh giết người cực nhanh.
mấy vị thần vương này rốt cục cũng đồng dạng mà nhắm bốn phương tám hướng chạy trốn. Đảo mắt thấy gần xung quanh Khương Lan không còn có một vị thần vương nào nữa. Nên sớm như vậy rồi. Trên mặt Chu Hoắc lại xuất hiện một tia hoan hỉ. Lúc này trong tay đột nhiên chém ra một kiếm quang ẩn chứa tam bại bổn nguyên lực. Ba đạo kiếm quang liên tục nhằm hướng Khương Lan bay tới. Lúc này năm đại thánh hoàng đã tạo thành ngũ hành đại trận, mà kẻ cầm đầu là Hoàng Phủ Ngự trên mặt giống như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng về Khương Lan ở phía xa xa. Khương Lan, ta muốn ngươi phải chết. Thời khắc này trong lòng Hoàng Phủ Ngự lộ ra vẻ sát ý, dù sao Khương Lan vừa rồi cũng đã sát hại muội muội của hắn. Hoàng Phủ Ngự lạnh lùng vung tay lên, một lần liên tục huy xuất ra ba đạo ngũ sắc đao mang. Đây là cực hạn công kích của ngũ đại thánh hoàng. Ba đạo ngũ sắc đao mang cực nhanh nhằm hướng Khương Lan bay tới. Ba đạo kiếm mang, ba đạo ngũ sắc đao mang từ hai phương hướng đánh úp về phía Khương Lan, tốc độ cực nhanh, so với tốc độ phi hành của Khương Lan còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Lúc này các thần vương đều đứng cách ly khá xa với Khương Lan. Khương Lan không kịp mà đối phó với các thần vương khác. Có chút không ổn rồi. Thấy được tình huống này, đôi mày của Tần Vũ hơi có chút nhíu lại. Sâu trong đáy lòng Lan Thúc cũng tương đối cao ngạo, đành chờ người ngăn cản không được mới cứu cũng không muộn. Tần Vũ cố nén sự xúc động không lập tức xuất thủ. Khương Lan khi đối mặt với ba đạo kiếm mang và ba đạo ngũ sắc đao mang đang công tới, thời gian gia tốc ư? Khương Lan ngược lại đối diện với đạo kiếm mang đao mang có chút gia tốc, chỉ là ba đạo kiếm mang, ba đạo ngũ thải kiếm mang, tổng cộng 6 đạo, trong đó mỗi đạo đều mang thời gian gia tốc bất đồng. 6 đạo công kích đồng thời xuất hiện theo thứ tự mà công kích lên người Khương Lan, trong khi đạo đao mang thứ nhất đã gần sát người Khương Lan. Bùng! Thời gian tĩnh chỉ. Khương Lan lại thi triển ra thời gian tĩnh chỉ, rồi lập tức khống chế la vô đao mà trực tiếp bổ vào đao mang trên. Nhất thời ngũ sắc đao mang nổ tung ra xung quanh. Bản thân Khương Lan vội tránh ra xa, nên bổn nguyên chi lực có cơ hội bùng nổ mà phá tan thời gian tĩnh chỉ. Bùng bùng, liên tục năm đạo kiếm mang cộng hưởng với nhau. Khương Lan trong thời gian này liên tiếp dùng la vô đao phá 5 lượt công kích. Phốc, trong miệng Khương Lan đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng. 5 lượt công kích này vì Khương Lan thi triển thời gian gia tốc theo thứ tự trước sau, khiến cho Khương Lan không thể nhất thời mà đối mặt với nhiều công kích. Phân ra liên tiếp làm 5 lần, Khương Lan lại bị trọng thương như trước. Bổn nguyên chi lực có thể dễ dàng ngăn cản như vậy sao? Cho dù có nhất lưu hồng mông linh bảo công kích, cho dù có nhị lưu hồng mông linh bảo hộ thể, mỗi lần Khương Lan đối mặt với công kích của Bát Đại Thánh Hoàng đều bị trọng thương. Thực lực của Bát Đại Thánh Hoàng quả nhiên rất mạnh. Nếu không có nhất lưu hồng mông linh bảo hay là thần vương đã linh ngộ thời gian tĩnh chỉ thì không phải là đối thủ. Trong lòng Tần Vũ sợ hãi than. Chu Hoắc, Hoàng Phủ Ngự bọn người cũng liên tiếp phát chiêu. Vừa rồi mấy đạo ngũ sắc đao mang kiếm quang liên tục bay ra, trong đó bổn nguyên chi lực kinh khủng dao động. Khương Lan cho dù còn chưa trực tiếp chạm phải đã có thể cảm nhận được lực công kích quá mạnh mẽ. Lan Thúc, có cần con hỗ trợ hay không? Tần Vũ không nhịn được liền dùng thần thức truyền âm hỏi. Không cần, Khương Lan đáp lại một cách quả quyết phi thường. Tần Vũ lo lắng không khỏi nắm tay chặt. Lúc này đám thần vương bình thường đều đã chạy trốn ra xa, tại đó mới dùng thần thức quan sát trận chiến đấu đang diễn ra. Không có sự vướng víu tới bọn họ, Bát Đại Thánh Hoàng công kích cũng không cần chút bận tâm nào. Còn Khương Lan cũng vô pháp giết thêm thần vương nào được nữa. Bang bang bang, Khương Lan dựa vào la vũ đao liên tục đón đỡ thêm 3 đợt công kích nữa. Sau mỗi lần sắc mặt liền tái nhợt thêm. Sau khi đã được 3 lần, sắc mặt Khương Lan liền ảm đạm xám xịt tới mức chưa từng có. Cho đến lúc này tổng cộng liên tiếp có tới 6 đạo công kích, Khương Lan mới ngăn trở được 3 đợt mà thôi. Trên mặt Hoàng Phủ Ngự nở nụ cười tàn nhẫn. Còn trong lòng Khương Phạm thấy rất phức tạp. Bất quản như thế nào thì Khương Lan này trước sau vẫn là thân đệ đệ của Khương Phạm. Vù vù, Tần Vũ bất chấp trong lòng Lan Thúc đang nghĩ như thế nào, trực tiếp thông qua vũ trụ không gian chi lực mang Khương Lan thuấn di tới bên cạnh mình. Người đâu? Chu Hoắc, Đoan Bộc Vân, Hoàng Phủ Ngự, cả một nhóm người vốn đang nhìn Khương Lan chuẩn bị chết, nên khi thấy Khương Lan đột nhiên biến mất không khỏi nhìn quanh bốn phía. Lập tức Bát Đại Thanh Hoàng đều hiểu Tần Vũ vẫn đang ở bên cạnh Khương Lan. Tiểu Vũ, cảm ơn. Khương Lan quay về phía Tần Vũ mỉm cười, lập tức nắm tay lật ra một viên linh đan nuốt vào trong miệng. Thương thế của Khương Lan nhanh chóng được chữa trị. Không trung bên ngoài mê vụ thành đang bao phủ đầy mê vụ quanh quẩn, mơ hồ có thấy Bát Đại Thánh Hoàng 8 người đang sóng vai nhau lăng không đứng, trường bào phấp phới, lạnh lẽo nhìn về phía Tần Vũ và Khương Lan. Khương Lan, mau giao hậu thủ ấn ra.
Trong Bát Đại Thánh Hoàng, Chu Hoắc lên tiếng phẫn nộ quát. Trên mặt Tần Vũ không một chút cười, băng lạnh đến cực điểm, ánh mắt như băng đao đảo qua chân người Bát Đại Thánh Hoàng mà đáp. Giao hậu thủ ấn ra ư? Chu Hoắc, các ngươi có phải là quá tự tin rồi không? Thực sự các ngươi cho rằng Bát Đại Thánh Hoàng là vô địch ư? Bát Đại Thánh Hoàng kỳ thật cũng làm cho Tần Vũ phải đau đầu. Chấn tộc linh bảo của Bát Đại thần tộc có khả năng dùng để công kích, lại có khả năng dùng để phòng ngự. Chẳng những phòng ngự thân thể, lại còn bảo vệ cả linh hồn nữa. Tần Vũ đã từng sử dụng Tàn Tuyết thần thương để công kích qua Thánh Hoàng. Cho dù là Tàn Tuyết thần thương cũng rất khó một kích mà giết chết được Thánh Hoàng. Dựa vào Tàn Tuyết thần thương, chiêu thứ nhất làm trọng thương Thánh Hoàng, chiêu thứ hai mới có thể giết chết Thánh Hoàng. Còn thời khắc này không chỉ là một vị Thánh Hoàng mà còn là 8 vị Thánh Hoàng. Tần Vũ muốn đối phó với 8 vị Thánh Hoàng tụ tập ở cùng một chỗ, đích xác phi thường khó khăn. Tần Vũ, người chống đỡ được công kích của chúng ta sao? Chu Hoắc cười lạnh hỏi. Ba vị thần vương của Lôi Phật Thành đều bị Tần Vũ giết chết. Chu Hoắc đối với Tần Vũ có thể xem như là thù sâu như biển. Đáng cười. Ánh mắt Tần Vũ như chẳng để ý gì, quét lên Bát Đại Thánh Hoàng mà đáp. Ta có thể thuấn di, có thể dễ dàng mà tránh thoát được sự công kích của các ngươi. Còn các ngươi thì sao? Dưới công kích của ta, không chết cũng bị thương thôi. Bát Đại Thánh Hoàng tạo thành đại trận, khởi tạo phòng ngự, ngươi có khả năng phá ư? Chu Hoắc cầm đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin hỏi lại. Tần Vũ thấy nao nao, đột nhiên Tần Vũ hiểu được Bát Đại Thánh Hoàng một khi liên thủ 8 loại bổn nguyên lực liền hình thành được sự bổ trợ cho nhau. Chẳng những công kích uy lực gia tăng rất nhiều, mà ngay cả phòng ngự cũng tăng lên thêm không biết bao nhiêu lần. Phòng chừng sau khi Bát Đại Thánh Hoàng tạo thành đại trận, đứng ở đây để cho mình công kích, sợ rằng rất khó mà đả thương được đối phương. Chà chà, không hổ là Bát Đại Thánh Hoàng, có chút bản lĩnh. Tần Vũ chế nhạo cười nói. Nghe vậy, Đoan Mộc Vân lên tiếng đáp. Tần Vũ, ngươi hiểu được là tốt rồi, nhanh bảo Khương Lan đưa hậu thủ ấn giao ra đây. Sự tình hôm nay bỏ qua, nếu không đưa chúng ta sẽ... Nếu không, sẽ làm gì à? Nói đi, ta rất muốn biết à. Tần Vũ không chút sợ hãi nhìn Bát Đại Thánh Hoàng. Bát Đại Thánh Hoàng cứng lại, bọn họ đều biết. Dưới tình huống đông kết không gian, Tần Vũ có thể thuấn di, còn bọn họ lại không thể thuấn di được. Như vậy cho dù lực công kích của bọn họ có kinh người, làm thế nào mà đả thương được Tần Vũ đây? Tần Vũ! Chu Hoắc quát lên. Nếu như các ngươi không giao ra hậu thủ ấn, Bát Đại Thánh Hoàng chúng ta nhất khí bát nguyên trực tiếp oanh tạc vào Mê Vụ Thành, đem Mê Vụ Thành và tổ huyền phủ của ngươi hóa thành tro tàn. Con mắt Tần Vũ không khỏi nheo lại, hàn quang trong mắt phát ra. Oanh! Không gian chi lực khôn cùng của Tân Vũ Trụ đột nhiên đem Bát Đại Thánh Hoàng trói buộc lại. Bát Đại Thánh Hoàng thấy eo của mình như bị một sợi dây thừng quấn lấy một vòng xung quanh, bản thân không hề động đậy. Là các ngươi muốn chết? Tần Vũ lạnh lùng nói. Sắc mặt Bát Đại Thánh Hoàng đều đại biến, bọn họ đều cảm thấy bản thân đều không thể di động. 8 người liền không chút do dự mà đồng thời sử dụng loại tuyệt chiêu đặc thù của chấn tộc linh bảo. Ông Tần Vũ chỉ cảm thấy cả thiên địa thần giới một trận chấn động. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ chân người Bát Đại Thánh Hoàng phát ra. Không gian chi lực của Tân Vũ Trụ đang cháy buộc Bát Đại Thánh Hoàng đột nhiên bị khai mở. 8 khỏa linh châu đang trôi nổi trên đỉnh đầu của Bát Đại Thánh Hoàng không ngừng xoay tròn. Bổn nguyên lực từ đó kinh khủng mà bao trùm cả thiên địa. 8 khỏa linh châu này lại hoàn toàn được bổn nguyên chi lực của vũ trụ tiếp thêm vào. Tân Vũ Trụ chi lực của Tần Vũ đối diện với bổn nguyên chi lực của vũ trụ vốn không đủ lực lượng để áp bách. À, Bát Đại Thánh Hoàng, quả nhiên không hổ là Bát Đại Thánh Hoàng, có chút bản lĩnh à. Ánh mắt Tần Vũ sáng lên, lập tức toàn thân vô thanh mà biến mất. Khoan! Hoàng Phủ Ngự đột nhiên cao giọng hô lên một tiếng. Thân ảnh Tần Vũ vừa xuất hiện trở lại ngay bên cạnh Bát Đại Thánh Hoàng. Tần Vũ vẫn cầm Tàn Tuyết thần thương nhìn Hoàng Phủ Ngự. Hoàng Phủ Ngự, ta thiếu ngươi một phần ân tình, nói đi, có chuyện gì? Hoàng Phủ Ngự cố xuất ra vẻ tươi cười với Tần Vũ. Tần Vũ, chúng ta cùng rút lui một bước, thế nào? Cùng rút lui một bước ư? Trong lòng Tần Vũ nghi hoặc, làm thế nào để rút lui đây? Hoàng Phủ Ngự cùng Đoan Mộc Vân trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó Hoàng Phủ Ngự nói với Tần Vũ. Khương Lan đã có trong tay hậu thủ ấn, chúng ta sẽ không muốn nữa, nhưng Khương Lan phải đáp ứng là không được tranh đoạt vạn dân ấn, thế nào? Trong lòng Tần Vũ bực bội, nhiều nhất thì giống như với Tu La Thần Vương, Lan Thúc đáp ứng các ngươi. Từ hôm nay tới lúc Thiên Tôn đản sinh, không bước vào trở lại trong Thiên Tôn Sơn nữa. Tần Vũ lạnh lùng đáp. Bọn người Hoàng Phủ Ngự lắc đầu, bọn họ không thể chấp nhận. Nếu như vậy, cho dù bọn họ có ở trong đó đạt được vạn dân ấn, Khương Lan cũng có thể ở ngoài Phủ Điêu Thông Đạo mà tranh đoạt luôn sau đó.
các ngươi đối với Tu La Thần Vương như thế mà lại đối xử với Lan Thúc của ta như vậy ư? Xem thường Lan Thúc của ta cũng là xem thường ta. Sát khí trên người Tần Vũ oanh nhiễu. Tiểu Vũ, đáp ứng bọn họ đi. Thanh âm của Khương Lan vang lên. Đáp ứng ư? Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Lan Thúc. Tần Vũ có chút không rõ vì cái gì mà phải nhẫn nhịn đây. Tần Vũ một điểm cũng không e ngại Bất Đại Thánh Hoàng này, muốn đánh thì đánh, ai sợ ai. Bất Đại Thánh Hoàng cũng muốn tiêu diệt Mê Vụ Thành của mình, chẳng lẽ mình không thể hủy diệt Lôi Phật Thành, Hòa Diệm Sơn, Bích Ba Hồ và các thánh địa khác hay sao? Khương Lan mỉm cười với Tần Vũ, sau đó nhìn về phía Bất Đại Thánh Hoàng, ánh mắt đảo qua các vị thánh hoàng. Khương Lan, ta lúc này đối mặt với thiên địa mà thề, chỉ cần chư vị thánh hoàng không có quấy rầy ta và người của Mê Vụ Thành, ta sẽ không đi tranh đoạt vạn dân ấn. Bọn người Chu Hoắc nhìn nhau, cuối cùng là trầm mặc cả đám rồi rời khỏi. Thông qua chuyện này, cùng Tần Vũ một lần nữa thống nhất, các thần vương thánh hoàng đều rõ ràng một chuyện: Mê Vụ Thành không thể xâm phạm. Mê Vụ Thành là một phương, có Tần Vũ và Khương Lan, hai người này đều là siêu cấp cao thủ, cho dù là Bất Đại Thánh Hoàng cùng đến cũng không làm được gì. Tất cả mọi người đã hiểu, nơi có thế lực cực mạnh nhất không phải là Tu La Hải, cũng không phải là Bất Đại Thánh Địa, mà là Mê Vụ Thành. Một trận chiến này đã củng cố thêm cho địa vị của Mê Vụ Thành. Tần Vũ, Khương Lập đứng nhìn Bất Đại Thánh Hoàng cùng với các vị thần vương ở xa xa đang rời đi. Rốt cục đã đi rồi. Tần Vũ cười nói, còn có người chưa đi kìa. Khương Lập nhìn về phía bên cạnh, có hai người, Tu La Thần Vương La Phàm và Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân đều chưa chịu đi. Tu La Thần Vương La Phàm liếc mắt nhìn Khương Lan, ánh mắt ẩn hàm một tia sát ý, bất quá thì cuối cùng La Phàm cũng quay đầu rời đi, còn Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân thì hướng về phía Tần Vũ bay tới. Tần Vũ. Huyết Hải Nữ Vương nhìn Tần Vũ, vạn dân ấn, hy vọng ngươi không đi cùng ta tranh đoạt. Trong lòng Huyết Hải Nữ Vương, Khương Lan cùng La Phàm Tần Vương đều không vào Thiên Tôn Sơn, vậy vạn dân ấn thuộc về bản thân, chỉ là Tiết Vân còn có chút e ngại về Tần Vũ. Dựa vào cái gì? Tần Vũ lên nở nụ cười. Huyết Hải Nữ Vương lạnh lùng nói, dựa vào sự ước định giữa ta và ngươi, ta tha cho Hồng Vân Tử Hà một mạng, ngươi không được quấy rầy ta đoạt vạn dân ấn. Được, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi tranh đoạt vạn dân ấn, còn nếu như ngươi không có năng lực để tranh đoạt vạn dân ấn, ta sẽ ra tay. Tần Vũ cười nói. Huyết Hải Nữ Vương hừ lạnh một tiếng, bất quá trong đáy lòng cũng hài lòng với sự trả lời của Tần Vũ. Đối với Huyết Hải Nữ Vương, xem ra dưới tình huống Tu La Thần Vương, Khương Lan, Tần Vũ ba người nếu không cùng nàng tranh đoạt vạn dân ấn thì bản thân nàng cũng có khả năng sẽ đoạt được vạn dân ấn. Huyết Hải Nữ Vương, ta đáp ứng việc này của ngươi, ta cũng muốn hỏi ngươi, đã một lần ngươi ngay từ đầu định dùng sinh mạng của Từ Hà, Hồng Vân để uy hiếp ta đoạt Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo, vậy vì cái gì mà về sau lại đột nhiên buông tha cho ta? Tần Vũ vẫn một mực mê hoặc về vấn đề này. Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân nghe thấy vấn đề đó không khỏi nhướng mày một cái, không ngờ trên mặt đã có một nét cười mờ nhạt hiếm thấy, nhìn Tần Vũ nói, Tần Vũ, nếu ngươi thật muốn biết đáp án thì ngươi hãy giúp ta đoạt được vạn dân ấn, ta sẽ nói cho ngươi. Tần Vũ nghe vậy quả thực muốn mắng to Huyết Hải Nữ Vương đó một trận, bất quá là một vấn đề giản đơn, Huyết Hải Nữ Vương cứ giấu giấu giếm giếm. Tần Vũ mỉm cười, Huyết Hải Nữ Vương, coi như ta chưa có hỏi qua đi. Rồi tức thì Tần Vũ quay đầu nói với Khương Lan ở bên cạnh, Lan Thúc, chúng ta quay về. Khương Lan cũng nhẹ gật đầu, hai người liền trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang bay về Mê Vụ Thành phía xa. Huyết Hải Nữ Vương nhìn thân ảnh hai người họ biến mất ở Mê Vụ Thành ẩn hiện thấp thoáng bên trong sương mù, nhẹ cười hai tiếng, thú vị, thú vị. Sau đó Huyết Hải Nữ Vương lắc mình một cái liền biến mất ở giữa làn sương mù. Vô số đạo lôi điện thô dày như cánh tay xuyên khắp trời đất, chính giữa bên trong là một tòa thành trì lơ lửng, Lôi Phạt Thành. Lôi Phạt Thành vẫn giống như trăm triệu vạn năm trước, chỉ là hiện nay bốn tần vương của Lôi Phạt Thành thì đã chết ba, còn lại một Tây Bắc Thánh Hoàng duy nhất Chu Hoắc. Lôi Phạt Thành bên trong tiểu viện U Tĩnh, nơi Lôi Phạt Tiên Tôn cư trú, Chu Hoắc bồn chồn đi tới bên ngoài cửa viện, trong lòng tràn đầy phiền não, u sầu. Nhìn về cánh cửa đóng kín đó, Chu Hoắc do dự một lúc lâu, cuối cùng mới đưa tay gõ cửa. Khi hắn vừa mới đưa tay lên, cánh cửa liền kêu két một tiếng tự động mở ra. Hoắc Nhi, vào đi. Thanh âm của Lôi Phạt Thiên Tôn vẫn vang rền, có lực y như trước vang lên. Vâng, phụ thân đại nhân. Chu Hoắc tiếp tiếng nhận lệnh, sau đó đi vào bên trong tiểu viện. Lúc này, Lôi Phạt Thiên Tôn đang chắp tay sau lưng, đứng ở trong sân, không đối diện với Chu Hoắc, vẫn là thân ảnh cao lớn như xưa. Chu Hoắc nhìn thấy Lôi Phạt Thiên Tôn, phiền não u sầu cùng với sự ủy khuất liền dâng lên mạnh mẽ trong lòng, lập tức buồn bã khom mình nói: "Phụ thân đại nhân,
Chu Nhiên cũng đã chết rồi, mong phụ thân đại nhân chủ trì công đạo. Chu Hoắc quả thực đã bất lực. Đối mặt với Tần Vũ, Chu Hoắc không có biện pháp nào cả. Bát đại thánh hoàng đều lợi hại, dù cho đối đầu với Tu La Thần Vương cũng có thể chấn nhiếp Tu La Thần Vương một phen, nhưng khi gặp Tần Vũ, sợ rằng muốn làm Tần Vũ bị thương cũng khó. Lần này không ngờ thực lực Khương Lan đột nhiên tăng lên thành một siêu cấp cao thủ, có thể sánh với Tu La Thần Vương. Mê Vụ Thành hiện giờ có hai vị siêu cấp cao thủ, Tần Vũ và Khương Lan, dù là Bát đại thánh hoàng cùng đi tới cũng không làm gì được đối phương. Không thể không thừa nhận, nơi đó hiện giờ có thể xưng một cách tuyệt đối là thế lực số 1 ở thần giới. Muốn báo cừu chỉ có nhờ vào phụ thân của hắn, Lôi Phạt Thiên Tôn. Hoắc Nhi, cấm không được nóng vội. Lôi Phạt Thiên Tôn đạm nhiên nói, trong thanh âm phảng phất như không có chút tức giận nào. Rồi tức thì Lôi Phạt Thiên Tôn xoay người lại, cặp mắt giống như mắt chim ưng nhìn về phía Chu Hoắc. Lần này Thiên Tôn Sơn giá lâm, vi phụ cũng phải chịu ức thúc cực nhiều, lúc này còn phải rất nhẫn nhịn đây. Phụ thân. Nghe thấy Lôi Phạt Thiên Tôn nói như vậy, Chu Hoắc không khỏi thấy đau khổ. Ánh mắt Lôi Phạt Thiên Tôn lạnh lẽo đạm nhiên nói, Hoắc Nhi không cần phải quá đau khổ, chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn còn sống, hiện giờ ngươi còn có nhi tử, thế hệ bọn Chu Hiển vẫn còn không ít con cháu. Chu Hoắc thu lại tâm tình cung kính đứng bên cạnh. Hiện giờ Thiên Tôn Sơn phủ xuống, bất kể là ta hay lấy những kẻ thiên tôn khác đều không dám tùy tiện dấy động sóng gió. Hiện tại cứ để Tần Vũ đó tiêu diêu thêm vài chục năm nữa đi. Cặp mắt ưng của Lôi Phạt Thiên Tôn lóe ra hàn quang. Đợi đến khi Thiên Tôn mới sinh ra chính là lúc mà nguyên tội kiếm của ta thẩm phán tội của nó. Lôi Phạt Thiên Tôn tuy là thiên tôn nhưng trong đáy lòng vẫn có thứ phải ưu phiền. Đứa con thứ ba Chu Yểm cũng chính là Chu Vô Luyến, là đứa con mà Lôi Phạt Thiên Tôn cực kỳ yêu thích. Cái chết của Chu Vô Luyến đã làm cho Lôi Phạt Thiên Tôn hận Tần Vũ đến tận xương tủy. Chỉ là lời của đại sư huynh Phiêu Vũ Thiên Tôn vẫn đang ở bên tai. Sư đệ, theo quy tắc Thiên Tôn Sơn phủ xuống thì Thiên Tôn mới sẽ ra đời. Ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nhưng cơ hội đó ngươi đã hứa cho Khương Phạm rồi. Hiện giờ Thiên Tôn Sơn đã đến, nếu ngươi xuất thủ đối phó với Tần Vũ chính là vi phạm quy tắc. Vậy ta chỉ có thể thay mặt sư tôn chấp hành thiên quy, trực tiếp xóa bỏ ngươi. Xóa bỏ, trực tiếp xóa bỏ. Lôi Phạt Thiên Tôn nghĩ lại mà không khỏi phát run trong lòng. Phiêu Vũ Thiên Tôn trí thức tới giờ không nói đùa. Lôi Phạt Thiên Tôn cực kỳ rõ ràng điều này. Hắn rất dám chắc, một khi mình thật sự xuất thủ đối với Tần Vũ, có lẽ chưa giết được Tần Vũ thì Phiêu Vũ Thiên Tôn đã giết mình rồi. Phiêu Vũ Thiên Tôn có năng lực giết mình hay không, đối với điểm này Lôi Phạt Thiên Tôn không hề hoài nghi. Chỉ có thể đợi, đợi đến khi Thiên Tôn mới ra đời. Cặp mắt của Lôi Phạt Thiên Tôn khẽ khép lại, cái nốt màu đỏ nơi mi tâm càng sáng lên mê hồn. Ngày mà Thiên Tôn mới xuất hiện chính là ngày chết của Tần Vũ. Kỳ thật Lôi Phạt Thiên Tôn còn có một cơ hội đối phó Tần Vũ, chính là Khương Phạm mời y xuất thủ. Nếu vậy, một khi Tần Vũ ngẫu nhiên tới đợt bảo, y sẽ có lý do quang minh chính đại giết chết Tần Vũ. Chỉ là nếu Tần Vũ không đến đoạt bảo mà an nhiên ở trong Mê Vụ Thành, Lôi Phạt Thiên Tôn y sẽ chẳng có lý do gì để đi giết Tần Vũ cả. Bên trong Mê Vụ Thành, trong Tử Huyền Phủ, trên cái hồ trong phương viên trăm dặm rộng lớn, nhìn tòa đình viện tọa lạc ở đó, một con đường quanh co nối liền các tòa đình viện xuyên qua toàn bộ bên trong hồ. Hai người Tần Vũ, Khương Lập đang chậm rãi đi trên con đường đó, nhìn hồ nước mênh mông. Đã qua 1-2 năm thời gian từ cuộc chiến tranh đoạt hậu thổ ấn. Khoảng thời gian này Tần Vũ sống rất thoải mái. Khương Lập thoáng nghi hoặc hỏi, Vũ ca, sao vài tháng gần đây muội không thấy Tiểu Hắc vậy? Bên trong Tử Huyền Phủ, Tần Vũ thường xuyên ở cùng Tiểu Hắc, Hầu Phí, còn Khương Lập thì cũng hay ở cùng với Bạch Linh, Tử Hà. Tự nhiên Khương Lập thấy được Hầu Phí và Hắc Vũ, nhưng gần đây Khương Lập lại không thấy Hắc Vũ. Ồ, muội nói Tiểu Hắc ư? Tần Vũ không khỏi nhớ lại cảnh vài tháng trước, lần đó Tần Vũ đang tán gẫu với Hắc Vũ, Hầu Phí, nói về thần vương các phương của thần giới. Nhưng Hắc Vũ bỗng ngưng nói chuyện. Đợi đến khi Tần Vũ, Hầu Phí nghi hoặc nhìn về Hắc Vũ, Hắc Vũ ngẩn ra giây lát mới nói với Tần Vũ và Hầu Phí. Đại ca, Hầu Tử, vừa rồi nói chuyện hình như đệ cảm giác lĩnh ngộ được cái gì đấy, đệ chuẩn bị lập tức bế quan đây. Nói rồi Hắc Vũ cũng không lãng phí thời gian, liền lắc mình một cái biến mất trước mặt hai người Tần Vũ và Hầu Phí. Tần Vũ cười nói, Lập Nhi, ta nghĩ Tiểu Hắc nó đã lĩnh ngộ được cái gì đó, cho nên đã bế quan rồi. Nói không chừng lần này Tiểu Hắc có thể đạt tới cảnh giới thần vương. Khương Lập cũng gật đầu. Ồ, Tiểu Sương đến rồi. Khương Lập bỗng thấy trong một đình viện phía xa, Tần Sương đang nhảy lên hô lớn, Cha, mẹ, cha, mẹ.
Tần Xương gọi với vẻ vui mừng rồi chạy nhanh tới. Khương Lập nhìn thấy nhi tử của mình không khỏi cười vui, lập tức cao hứng đi lại. Tần Vũ cũng cười đi qua, nhưng vừa đi được hai bước Tần Vũ liền biến sắc. Lập Nhi! Tần Vũ bỗng hô lên, Khương Lập không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt có nét nghi hoặc không hiểu. Tần Vũ nhướng mày cười cổ quái. Lập Nhi, xem ra ta cũng phải bế quan 10 bữa nửa tháng rồi. Bế quan? Vũ ca, huynh phải bế quan ư? Khương Lập tràn đầy khó hiểu. Tần Vũ cười nói, đệ nhị tầng của Tân Vũ trụ sắp hoàn thiện rồi. Khương Lập nghe vậy không khỏi xuất hiện thần sắc vui mừng trên mặt. À, quá tốt rồi, Vũ ca, đệ nhị tầng của Tân Vũ trụ mà hoàn thành, thực lực của huynh sẽ tăng lên bao nhiêu đây? Khương Lập đối với những chuyện này không hề biết rõ. Tần Vũ đáp, đợi ta quay lại sẽ nói với muội, trước tiên ta đến Tân Vũ trụ đây. Lúc này Khương Lập đã chạy tới bế lấy Tần Xương, nhìn Tần Vũ gật đầu. Cha, người phải đi sao? Tần Xương bay đến như chim, nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ cười xoa đầu Tần Xương, sau 10 ngày nửa tháng nữa cha sẽ quay lại. Sau đó Tần Vũ nhìn Khương Lập một cái rồi liền biến mất trên hồ nước. Bên trong không gian của đệ nhị tầng Tân Vũ trụ, Tần Vũ bỗng nhiên xuất hiện, vọng nhìn những ngôi sao vũ trụ vô biên xung quanh. Hắn liền nhắm mắt xếp bằng ngồi ở giữa không gian này, một mình cô độc ngồi giữa không trung, trong não hiện lên các mô hình đang không ngừng tiến hóa ở các nơi trong Tân Vũ trụ. Lúc này đệ nhị tầng Tân Vũ trụ đã gần như hoàn thành, cơ hồ tất cả các không gian của đệ nhị tầng Tân Vũ trụ đã hoàn thiện, chỉ có số ít không gian vũ trụ đang không ngừng sụp đổ, rung động rồi ngưng tụ lại, từ từ đi vào ổn định, cuối cùng hình thành nên một không gian vũ trụ ổn định. Vù, khi các khối không gian ngưng kết thành bản với nhau, cuối cùng tất cả các không gian vũ trụ ở đệ nhị tầng Tân Vũ trụ đã hình thành một trình thể hữu cơ, đệ nhị tầng đã đại thành. Phàm nhân giới là một tầng của vũ trụ, tiên ma yêu giới là một tầng cấp bậc năng lượng của vũ trụ. Hiện giờ phần vũ trụ to lớn đệ nhất tầng và đệ nhị tầng đều đã hoàn thiện, vô số không gian truyền qua lại lẫn nhau, lực không gian, lực thời gian, lực khởi nguồn của vũ trụ cũng nằm ở trong tầng không gian. Suy uy, hồng mông linh khí vô tận tiếp tục ở trong hồng mông không gian dung nhập vào Tân Vũ trụ. Tầng trên cùng của Tân Vũ trụ chính là Tân Thần giới cũng đã bắt đầu chậm chậm tiến hóa. Đó là tầng cuối cùng, khi mà Tân Thần giới hoàn thiện thì Tân Vũ trụ được coi là đại thành. Ồ, Tần Vũ đang ngồi xếp bằng ở trong không gian mở mắt ra, nhẹ nhíu mày, tâm ý thoáng động, bản thân Tần Vũ liền biến mất trong khoảng không đó, quay về trong Tử Huyền phủ ở Mê Vụ thành tại thần giới. Trên mặt hồ ở Tử Huyền phủ, Tần Vũ chân đạp hồ nước. Đinh, Tần Vũ nhẹ giọng nói, trong phương viên vài dặm lấy Tần Vũ làm trung tâm, thời gian đang trôi giống như phải chịu một lực ước thúc cường đại bỗng ngưng lại, hồ nước bập bềnh cũng trở lên tĩnh lặng thăng bằng, thanh âm xung quanh biến mất hết, thế giới không một tiếng động, thế giới tịch mịch, bên trong khu vực nhỏ đó trừ Tần Vũ ra tất cả đều ngưng lại. Với sự thành công của đệ nhị tầng của vũ trụ, bên trong thần giới này ta cuối cùng đã có thể thi triển ra thời gian tĩnh chỉ rồi. Tần Vũ có phần hưng phấn trong lòng, bên trong Tân Vũ trụ Tần Vũ chính là chúa tể, trong thần giới thì Tần Vũ lại chưa có được tính là vô địch. Thời gian tĩnh chỉ mà ta thi triển khác với của mấy người Tu La Thần Vương và Lan Thúc A. Trên mặt Tần Vũ có một nụ cười nhạt. Thời gian tĩnh chỉ của Tần Vũ chính là vận dụng lực thời gian của Tân Vũ trụ. Nếu ta sử dụng không gian áp bức là vô dụng đối với Thần Vương đã lấy ngộ không gian pháp tắc. Đạo lý tương tự, nếu sử dụng thời gian tĩnh chỉ mà đối phó với Thần Vương đã lấy ngộ thời gian tĩnh chỉ thì không có hiệu quả gì. Tần Vũ hiểu rõ vô cùng, bất kể là Khương Lan hay là Tu La Thần Vương, Huyết Hải Nữ Vương, thời gian tĩnh chỉ của bọn họ chỉ có thể có tác dụng đối với Bát Đại Thánh Hoàng hay những thần vương khác. Còn Khương Lan lại không cách gì dựa vào thời gian tĩnh chỉ làm dừng Tu La Thần Vương, bởi vì ba người bọn họ đều đã lĩnh ngộ được thời gian tĩnh chỉ. Lĩnh ngộ được chiêu này, nó tự nhiên vô hiệu đối với bọn họ. Bọn họ không sợ thời gian tĩnh chỉ đến từ thời gian pháp tắc của vũ trụ thần giới, nhưng lại sợ thời gian tĩnh chỉ của ta. Tần Vũ càng thêm tự tin trong lòng. Một khi mình thi triển thời gian tĩnh chỉ, dù là Tu La Thần Vương, Huyết Hải Nữ Vương cũng sẽ không thể cử động. Hai người đó không cách nào dựa vào lĩnh ngộ đối với thời gian pháp tắc để phá giải được chiêu này. Bọn họ chỉ có thể cố sức mà phá. Nếu như dựa vào lực lượng cường hành để phá, như vậy phải mất không ít thời gian. Thời gian này đủ cho Tần Vũ giết chết bọn họ. Huyết Hải Nữ Vương có thể biến về bản thể, nhưng dưới thời gian tĩnh chỉ, người căn bản không có cơ hội biến lại bản thể đâu. Tần Vũ cười nhạt một tiếng, hiện giờ có thể thi triển được thời gian tĩnh chỉ, thực lực của Tần Vũ tuyệt đối xa hơn Tu La Thần Vương và Huyết Hải Nữ Vương.
phóng mắt nhìn khắp thần giới, có thể khiến Tần Vũ úy kỵ, sợ rằng cũng chỉ có Thiên Tôn thôi. Vũ ca! Thanh âm của Khương Lập bỗng vang lên từ phía xa. Tần Vũ không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên bờ hồ, Khương Lập đang cùng mấy người Tần Sương, Tần Tư tập trung một nơi. Tần Vũ minh bạch những người này đều là thân nhân, huynh đệ bằng hữu của mình. Muốn bảo hộ thân nhân bằng hữu thì cần phải đủ thực lực càng mạnh mới càng có những ngày thanh bình, hạnh phúc. Thời gian trôi, nháy mắt đã qua 7-8 năm, bất quá Hắc Vũ vẫn đang luôn bế quan, chưa có xuất quan. Qua khoảng thời gian này, người trong Tử Huyền Phủ không khỏi chú ý tới Thiên Tôn Sơn. Không ít người trong Tử Huyền Phủ thường xuyên đến bên bờ hồ nhìn màn nước đó, thông qua màn nước cẩn thận nhìn tình huống trong Thiên Tôn Sơn. Dựa vào thời gian, vạn dân ấn có lẽ đã sắp xuất thế. Bên trong của Thiên Tôn Sơn, số lượng thần vương bên trong Thiên Tôn Sơn hiện giờ ít hơn không ít so với lúc Thiên Tôn Sơn tới khi xưa. Hai lần ra tay tàn nhẫn của Tu La Thần Vương và Khương Lan đã giết mất hơn 10 vị thần vương. Thần vương ở nơi này hiện giờ chỉ có 20 mấy vị mà thôi. Khương Phạm Huynh, chúng ta không cần phải thương lượng làm thế nào để tranh đoạt vạn dân ấn ư? Thân Đồ Diêm đi tới bên cạnh Khương Phạm, dùng thần thức truyền âm nghi hoặc hỏi. Quan hệ giữa Thân Đồ Diêm và Khương Phạm vô cùng tốt. Lần trước Khương Phạm chính đã mời Thân Đồ Diêm Chu Hoắc giúp đỡ tranh đoạt hậu thổ ấn, hơn nữa còn bày không ít kế hoạch. Nhưng lần này không ngờ từ lúc bắt đầu cho tới hiện giờ Khương Phạm chưa hề thảo luận với Thân Đồ Diêm một lần nào. Khương Phạm đang nhắm mắt ngồi khoanh chân liền nhẹ mở mắt ra. Khương Phạm mỉm cười nói: Thân Đồ Huynh, lần này huynh không cần phải xuất lực, chỉ cần ở bên cạnh tĩnh lặng nhìn là được. Nụ cười của Khương Phạm mang vẻ điềm tĩnh bình thản, nhưng trong ý khí bình thản đó lại ẩn hàm tự tin tuyệt đối. Trong mắt Khương Phạm, vạn dân ấn chính là vật trong túi của y. Khương Huynh tự tin vậy sao? Thân Đồ Diêm không khỏi cười nhìn Khương Phạm. Khương Phạm cười thần bí một tiếng, tịnh không có giải thích nhiều. Thân Đồ Huynh hãy bình tĩnh đợi vạn dân ấn xuất hiện đi. Nói xong, ánh mắt Khương Phạm nhìn về Linh Bảo Mẫu Đỉnh ở trung ương hẻm núi. Vạn dân ấn nhất định là của ta. Thanh âm bên trong đáy lòng của Khương Phạm rất kiên định. Vì vạn dân ấn này, Khương Phạm đã hy sinh rất nhiều. Để có thể chắc chắn 100% lấy được vạn dân ấn, y đã bỏ đi Lữ Nhi, bỏ đi tình huynh đệ. Vị Tần Vũ nguyên là có thể thành người giúp đỡ y, cũng bị y xô về phía đối lập. Tất cả đều là để có được sự giúp đỡ của Lôi Phạt Thiên Tôn. Bỏ đi nhiều như vậy, Khương Phạm tuy là có phần bất cam trong đáy lòng, nhưng nếu để cho y lựa chọn một lần nữa, y vẫn sẽ chọn như vậy. Bởi vì Thiên Tôn xuất thủ có nghĩa là không thể sai sót. Ánh mắt Khương Phạm quét về những thánh hoàng, thần vương xung quanh một cái, khóe miệng không khỏi có một nụ cười lạnh. Những thần vương này phần lớn đều có tâm tham lam đối với vạn dân ấn, đều muốn có đại vận như Tiêu Diêu thần vương năm xưa, thành được Tân Thiên Tôn. Để thành được Tân Thiên Tôn, những thần vương này đều chấp nhận mạo hiểm. Các ngươi đều không thể thắng ta đâu. Khương Phạm nhẹ nói trong lòng. Huyết Hải Nữ Vương cô ngạo đứng ở góc của hẻm núi, bất kể thần vương nào, nàng đều thờ ơ không chú ý tới. Tại hạ Đoan Mộc Vân, không biết nàng là... Nam Cực Thánh Hoàng Đoan Mộc Vân cười nhấp nháy mắt đi tới. Đoan Mộc Vân cũng có giá tâm đối với vạn dân ấn. Từ vị trí của hắn mà nhìn, hiện giờ Khương Lan, Tu La Thần Vương đều không ở đây, hắn có khả năng rất lớn. Huyết Hải Nữ Vương nhìn Đoan Mộc Vân một cái, căn bản không thèm trả lời. Đoan Mộc Vân không khỏi nhíu mày, cười khan hai tiếng, rất là lịch thiệp lùi về phía sau. Bất quá, Đoan Mộc Vân đã đem Huyết Hải Nữ Vương ghi nhớ trong đáy lòng. Dám đối với hắn như vậy, ít nhất cũng có đủ thực lực. Vạn dân ấn. Huyết Hải Nữ Vương nhìn về Linh Bảo Mẫu Đỉnh, trong mắt có một tia sáng chờ mong. Tiêu Diêu, lần trước ngươi thành Thiên Tôn, lần này cũng đã đến phiên ta rồi. Lần trước hậu thổ ấn xuất thế đã qua 10 năm, hiện giờ vạn dân ấn trong Linh Bảo Mẫu Đỉnh lúc nào cũng có thể xuất ra. Những thần vương đều không dám lơ là chuẩn bị. Nếu nói ai nhẹ nhàng nhất, sợ rằng chính là Khương Phạm. Bên trong Thiên Tôn Sơn có không nhiều thần vương như vậy, như bên ngoài Thiên Tôn Sơn cũng có một vị thần vương đang tĩnh lặng chờ đợi. Nếu ta đoán không sai, trong ba ấn thì vạn dân ấn này ẩn hàm nội dung nhiều nhất về thời gian đảo thối. Tu La Thần Vương La Phàm đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, nhìn về cửa vào được điêu khắc của thông đạo. Tu luyện nhiều năm như vậy, nguyện vọng lớn nhất của La Phàm hắn hẳn là trở thành Thiên Tôn chí cao. Mỗi ngày trôi qua, hơn 20 vị thần vương bên trong Thiên Tôn Sơn, một vị thần vương bên ngoài Thiên Tôn Sơn, tất cả đều đang lặng lặng chờ đợi. Đại khái qua được khoảng nửa năm thì... Rất là đột ngột, vô số tiếng sấm vang lên trong không trung xuyên cả thần giới. Chuyện gì vậy? Tu La Thần Vương La Phàm nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, thần thức đồng thời tỏa ra bốn phương tám hướng. Không ít thần vương bên trong Thiên Tôn Sơn cũng đã nghe thấy tiếng ầm ầm của sấm.
Đoan Mộc Vân, Khương Hình và hơn 10 vị thần vương liền trực tiếp ra khỏi thông đạo. Ngay cả Khương Phạm cũng đã đi ra. Ồ, La Phàm huynh. Khương Phạm đi ra liền thấy Tu La thần vương La Phàm, mỉm cười chào hỏi. Sự tồn tại của La Phàm, Khương Phạm không hề để ý. La Phàm cũng nhẹ gật đầu với Khương Phạm. Khương Phạm huynh, nghe tiếng sấm đó, hơn nữa lại là bầu trời hướng về Mê Vụ Thành, có vô tận đám mây bảy màu. Không lẽ Mê Vụ Thành đó lại vừa có thêm một vị thần vương nữa ư? Thần thức của Khương Phạm cũng nhanh chóng phát hiện ra, trong bầu trời ở Mê Vụ Thành có mây bảy màu, lôi điện tràn ngập. Khương Phạm bình thản nói, ở bầu trời của Mê Vụ Thành, đương nhiên vị thần vương mới sinh ra, đó là của Mê Vụ Thành rồi. Tuy ngữ khí bình thản, nhưng trong lòng Khương Phạm lại co giật một cách dữ tợn. Thực lực của Mê Vụ Thành đó thật là quá mạnh. Khi tiếng sấm từ từ biến mất trong trời đất, các thần vương cũng chuẩn bị đi vào trong thông đạo điêu khắc, đến bên trong Thiên Tôn Sơn. Nhưng chính lúc này, ầm ầm bang, không ngờ cả thần giới đã một lần nữa vang lên tiếng sấm vô biên. Đây, không ít thần vương sững sờ. Nói chung, thần giới cần rất nhiều thời gian, vô cùng lâu mới có thể sinh ra một vị thần vương. Nhưng hiện giờ, hình như lại có thêm một vị thần vương sinh ra. Hai vị thần vương ra đời, không ngờ gần như cùng lúc. Lúc này, gần 10 vị thần vương vốn ở trong Thiên Tôn Sơn chưa có ra thì cũng đã lần lượt xuất hiện. Thân Đồ Diêm kinh hãi than, hai vị thần vương ư? Chỉ trong một thời gian rất ngắn, không ngờ đã có hai vị thần vương ra đời. Từ khi thần giới sinh ra đến giờ, lần này hình như là lần đầu tiên. Hai vị thần vương sinh ra, người đầu là ở Mê Vụ Thành, người thứ hai không ngờ là ở Lôi Phạt Thành. Đoan Mộc Vân lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt. Những thần vương này thoáng chốc đã phát hiện ra bầu trời Lôi Phạt Thành cũng xuất hiện vô tận đám mây bảy màu. Đoan Mộc Vân lập tức quay người nhìn chú Hoắc cười chắp tay nói, chú Hoắc huynh, chúc mừng, chúc mừng. Trên mặt chú Hoắc cũng thoáng ngạc nhiên, rồi tức thì lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó y nhìn những thần vương xung quanh chắp tay, chư vị, trước tiên ta quay về một chuyến đã. Sau khi y nói xong cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp thuấn di một cái biến mất trong tầm mắt của các vị thần vương. Bên trong Lôi Phạt Thành, tại tiểu viện u tĩnh của Lôi Phạt Thiên Tôn, lúc này Chu Hiền đang ở đây. Ha. Hiền nhi, tốt à. Lôi Phạt Thiên Tôn luôn lãnh khốc trong quá khứ, lúc này lại đầy vẻ vui mừng, cười to cao hứng. Chu Hiền đứng bên cạnh cười nhạt. Lần trước Chu Hiền đã hạ quyết tâm muốn bế quan, không đạt đến cảnh giới thần vương không xuất quan. Không ngờ tu luyện nhiều năm như vậy, quả thực đã đạt đến cảnh giới thần vương. Bất quá sau khi ra, Chu Hiền cũng biết tứ đại thần vương của Lôi Phạt Thành mình thì đã chết mất ba. Chu Hiền không rõ Gia Gia mình vì sao mà không giết Tần Vũ báo cừu. Gia Gia, Tần Vũ đó. Được rồi. Lôi Phạt Thiên Tôn đưa tay cản Chu Hiền lại. Trong lúc Thiên Tôn Sơn phủ xuống, Gia Gia cũng không thể tùy ý xuất thủ được. Lôi Phạt Thiên Tôn vô cùng cưng chiều đối với Chu Hiền. Trong nhiều con cháu như thế của Chu gia, người mà Lôi Phạt Thiên Tôn chân chính thích chính là Chu Vô Luyến và Chu Hiền. Bởi vì Chu Hiền là cháu đầu của y. Khi xưa Chu Hiền ra đời, y đã hao phí lượng lớn tâm huyết luyện chế ra một kiện ấn phù cho Chu Hiền. Ấn phù này có thể giúp Chu Hiền chống được công kích của Nhất Lưu Hồng Mông Ninh Bảo. Chỉ từ điểm này đã thấy được Lôi Phạt Thiên Tôn thích Chu Hiền thế nào rồi. Phụ thân đại nhân. Chu Hoắc từ cửa đi vào, vừa đi vừa cung kính hô chào. Bất quá trên mặt Chu Hoắc có nét vui sướng. Lôi Phạt Thiên Tôn mỉm cười gật đầu nói, hiện giờ là lúc trọng yếu của sự xuất thế Vạn Dân Ấn, không ngờ ngươi cũng đã quay về. Bất quá cũng không có gì, Vạn Dân Ấn đó đã để cho Khương Phạm. Chu Hoắc cũng gật đầu. Lôi Phạt Thiên Tôn tự mình xuất thủ, ai có thể cản y đây? Vạn Dân Ấn đó đương nhiên sẽ thuộc về Khương Phạm. Chu Hiền dò hỏi, Gia Gia, khi con đạt đến cảnh giới thần vương, hình như còn có một người cũng trở thành thần vương, là người của Mê Vụ Thành. Gia Gia, người biết là ai không? Đối với người gần như đồng thời trở thành thần vương với mình, Chu Hiền còn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Sắc mặt Lôi Phạt Thiên Tôn nhẹ trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, chính là Hắc Vũ, huynh đệ của Tần Vũ. Hắc Vũ ư? Trong lòng Chu Hiền đột nhiên nghĩ ngợi, hắn đối với những chuyện về Tần Vũ biết rất rõ. Hắn biết Hắc Vũ cũng giống như Tần Vũ, từ phàm nhân giới từng bước tu luyện lên. Ngay cả một tiểu tạp trùng điểu, huynh đệ của Tần Vũ cũng đã có tốc độ tu luyện nhanh như vậy sao? Trong lòng Chu Hiền không khỏi có thêm sự ghen ghét. Lôi Phạt Thiên Tôn bỗng nhíu mày, tựa như cảm ứng được thấy gì đó, kinh dị hô lên, ồ, Vạn Dân Ấn đã xuất thế rồi. Đã xuất thế ư? Hai người Chu Hoắc, Chu Hiền cả kinh, rồi lập tức cả hai chắp tay đối với Lôi Phạt Thiên Tôn chào cáo lui một tiếng. Sau đó họ đi thẳng ra khỏi tiểu viện, thuấn di tới Thiên Tôn Sơn. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến,
Tập 167 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.